Đầu tiên cái bước dưới nó sẽ như này. Mình bỏ cái phần dưới cùng đi, cắt đi, bỏ như này đi. Đó, sau đó mình sẽ vặt những cái này ra. Vặt lấy phần lá nếp này. Lá gần dưới đáy nhưng chưa phải đáy. Lá này nó sẽ có phần thứ nhất là hơi cong là một, mềm là hai, nó không cứng quá, nó không mềm quá. Đó. Cái lá này nó sẽ có phần trắng và phần xanh nó đều. Chúng mình sẽ lấy được cái đoạn đấy đến tận dưới đây. Vặt lên gần lên trên để làm vảy. Phần này là mình lấy đang nọc để lấy làm vảy nhé. Đây, đến đây thôi. Đến đây phần lá nó thẳng nên nó sẽ cứng, cái đoạn này rất là cứng. Cứng thì mình sẽ chỉ để làm cắm đầu và cắm dìa cánh thôi. Đó, mình chặt này, chặt bằng đầu. Bằng đấy phần này mình bỏ này. Đây, mình bỏ. Cái lá nó bé quá, đường kính chiều ngang nó bé quá thì bỏ. Đây ví dụ như lá này, nó bé quá thì bỏ. Mất công cắt cắm lâu. Nhưng không có thì vẫn phải dùng đến. Đấy, mình sẽ chặt được tầm độ 4 5 cái. Thường là 5 cái, nếu lá mềm là 5 cái, lá cứng thì 4 cái. Đấy, cắt này. Đấy. Đây, chặt 4 cái vào. Chặt 4 cái vào. Đây, cái dài thì chặt đi những cái dài. Sẽ đều lá hơn. Đấy, 5 cái rồi. Cắt này. Khi mà mình cắt là mình sẽ xoạc cái mở rộng cái kéo ra như này. Bóp này. Cua này, cua chéo này và ấn đưa, vừa đẩy, vừa bóp, vừa đưa, vừa cua. Ba động tác liền một lúc kết hợp những lúc lại chập này. Chập vàng 4-5 cái lá một nhá, không cắt một cái một rất là lâu. Kéo là phải chọn lại kéo sắt như này, không dùng kéo inox. Dùng kéo inox nó sẽ bị sơ, nó sẽ bị trơ hơn. Cái kéo sắt là mới này, lưỡi nó rất mới, rất sắc. Chập 4-5 cái, thậm chí 6 cái cũng được. Đưa này, cua này, bóp, đấy nó sẽ tròn như này. Rồi cái đoạn này mình sẽ cắt bỏ đây. Mình chỉ lấy tầm độ 2 đốt ngón tay thôi. Mình đưa áo vào 2 đốt ngón tay, thế thôi, là được. Chặt nó vào, 5-6 cái, 2-4-5, có thể 6 cái được, 6 cái. Nên 7 cái nào nó cộm lên, khó cắt hơn. Đấy, cắt 6 cái nào nó hơi cộm. Vẫn được, mình cắt được 6 cái, một lúc, 5-6 cái một lúc. 3, 4, 5, 6 này. Thì 6 cái là tối đa, không nên cắt 7 cái. 7 cái rất là căng, cộm này, khó cắt này. Cắt 6 cái. Đó, 6 cái này. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người cách cắm 7 dòng bằng lá dứa. Bằng dứa này, mình cắm cái lá này. Mình sẽ đặt hết những cái phần này, cắm xuống dưới, cắm chéo đinh nhá. Đó, đây là nguyên tắc cắm 7 dứa này. Đặt một cái nịnh lên này, sẽ cắm xoè. Đây là cách cắm thẳng, còn mình có thể hơi cắm cuốn, bo tròn cuốn này. Thì nó vẫn như này, mình cắm thẳng nó dễ nhá. Nguyên tắc là cắm cứ đặt lên. Đấy. Thì cái phần đỉnh này nó không có mép cố định, thì mình bắt đầu cắm hết tổng thể như này. Nhưng khi lát nữa mình bắt đầu tiếp từ đây, xong tiếp từ đây, tiếp hàng này luôn. Đấy, tức là mình sẽ chạy theo một cái hàng dọc này sát mép, xong rồi sát hàng tiếp theo luôn, hàng kế tiếp luôn. Mình sẽ cắm như này. Khi mà mình cắm nhá, một cái đinh này nó sẽ đi qua hai lá dứa. Đây là một lá dứa đã xuống, lá dứa trước này, lá dứa sau đặt lên, thì cái đinh này nó sẽ đi qua hai lá dứa. Mình cắm chéo đinh nhá. Đây, mọi người lưu ý là phải cắm chéo đinh so với cái mặt xốp, không được cắm thẳng nhá. Thường là người cắm thẳng nó rất dễ cắm. Ai cũng sẽ có một cái thói quen đó là cứ cắm là được, nhưng mà không phải đâu. Nếu cắm thẳng thì sẽ bị nhổ cái đinh ngay, cái lá dứa nó bồng lên ngay. Cắm chéo đinh thì nó không bị nhổ đâu. Đấy, mình cứ đặt như là im ở như này và mình cắm chéo như này thì nó sẽ không bị bồng. Đây là một cách cắm nhé, có hai cách cắm lá dứa. Đây là một cách cắm để cho nó độ vảnh cái lá dứa, và có một cách nữa là mình cắm bẹp cái đầu này xuống, gì cái đầu này xuống, cắm liền thì nó lộ cái đinh, nhưng mà nó nằm im như lá dứa, rất là sắc nét, rất là sắc. Đấy, đây là cách cắm thứ hai. Chứ cách một hay cách hai thì cũng chỉ cần cắm một đinh. Đây, ví dụ như là cách này nhé. Cách tiếp theo đó là mình đặt tiếp lá dứa như này, mình cắm lên gần đầu nó cho nó nằm im như là cái ngọn này xuống, thì nó sẽ bị nó đang tạm thời đang cong cái đít này, cái cuống lá dứa này đây, thì mình lại lấy cái này đè xuống. Đúng không? Mình cắm lên đầu cái này thì đương nhiên là cái lá vừa rồi nó lại tự động nằm im cái cuống xuống.
Rồi. Đây, nếu mà mình đã cắm cái đầu như này mình cắm tổng thể luôn toàn bộ, mình cắm hết lên đầu hết, mình không cắm giữa nữa, thì như này nó sẽ làm xẹp cái vảy xuống, nó rất là in, cảm giác rất là in cái vảy, nhưng mà nó lộ cái đinh. Đấy, nó có cái ưu điểm là nhìn nó sắc nét, nhưng mà ngược lại nó sẽ lộ cái đinh. Thế còn cắm như kia nó không lộ đinh, bởi vì nó giấu cái đinh trong đây rồi, không lộ đinh, nhưng mà ngược lại thì nó có độ bồng. Thì tùy sở thích của mỗi người, ai thích cắm được gì thì mình sẽ lựa chọn ngay từ đầu, nếu như mình cắm ngay từ đầu là như thế luôn. Đây, cắm đặt xuống đây này. Đây là cái bật, đợi cái trước nhé, cái sau là mình sẽ cắm tiếp theo luôn như này luôn. Rồi, đến cái tiếp theo nữa là mình cứ đặt tiếp vào đây là mình cắm thôi. Cắm theo vòng như này thì nó sẽ rõ ràng đường nét, sắc nét luôn. Đấy, mình cứ cắm ở đầu này. Tức là cái lá dứa như này, mình sẽ chia ra làm 3 phần, 1, 2, 3. Thì mình cắm nó lui về phần trước 2 phần 3 cái lá dứa, phía trước đầu lá dứa. Mình cứ cắm lên đỉnh đầu này, nó rất là im. Cắm đuổi theo cái hàng này, lên đến đây, lên đến mình, bao giờ mình cắm nhé, khi mà mình nhìn đến điểm nào là mình cảm giác mình nhìn trực diện vào, không nhìn thấy nào, không nhìn thấy xốp nữa thì mình không cần, không cần phải cắm nữa. Thế đâu, thì ví dụ như đoạn này là nhìn thấy này, về mình cắm đuổi hết đến đây dừng lại nhé, cái này đến đây không nhìn thấy dừng lại, những cái nào không nhìn thấy dừng lại. Thế là xong.